Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin sức khỏe trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. 3 nhóm F0 cực dễ mắc di chứng hậu COVID-19 nghiêm trọng. Chùm lây nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh đã được kiểm soát. Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị cho F0 nhập cảnh cách ly tại nhà, bệnh viện tư nhân. Tại sao F0 khỏi bệnh COVID-19 nên thay ngay bàn chải đánh răng? Quảng Bình, chuyện thật như đùa. Sốc phản vệ suýt tử vong sau khi ăn mì tôm. Như quý vị đã thấy trong phần giới thiệu nội dung của chương trình ngày hôm nay có rất nhiều những thông tin đáng chú ý. Và thay vì phân tích sâu vào một vấn đề, mời quý vị cùng điểm qua thật nhanh ý chính của từng thông tin ngay sau đây. Xin được bắt đầu với nội dung đầu tiên. Quảng Bình, chuyện thật như đùa. Sốc phản vệ suýt tử vong sau khi ăn mì tôm. Thưa quý vị, ăn xong bát mì tôm thì một cô gái 21 tuổi đã mệt, khó thở, phù mặt, nổi mẩn đỏ ngứa toàn thân, được các bác sĩ chẩn đoán là sốc phản vệ độ 3. Cụ thể, vào sáng ngày 27 tháng 1, bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh trong tình trạng nguy kịch, lơ mơ, tay chân lạnh, mạch khó bắt, huyết áp không đo được. Bệnh nhân còn bị phù mặt, cổ tay chân nổi mẩn đỏ rải rác, khó thở, SpO2, nồng độ oxy trong máu thấp, phản xạ nuốt kém, tim nhịp nhanh. Các bác sĩ đã xác định cô gái bị sốc phản vệ độ 3 do thực phẩm. Sau khi được xử trí cấp cứu, hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo tiếp xúc được, huyết áp ổn định, không bị khó thở. Người nhà cho biết, sau khi ăn bát mì tôm khoảng 30 phút thì cô gái bắt đầu xuất hiện biểu hiện bất thường, có tiền sử dị ứng với bột mì. Sốc phản vệ có thể gặp mọi lứa tuổi, mọi trường hợp và không chỉ do dùng thuốc hay là tiêm vaccine. Có thể là do thức ăn lạ như là tôm, cua, ghẹ, côn trùng đốt, tiếp xúc chất lạ. Sốc phản vệ xảy ra bất cứ lúc nào, nếu không được cấp cứu kịp thời, rất dễ dẫn đến tử vong. Triệu chứng thường gặp đó là mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, khó thở, tức ngực, mạch nhanh, huyết áp tụt, vật vã kích thích, có thể có tiếng thở rít, rối loạn ý thức, hôn mê, thậm chí là không qua khỏi ngay lập tức. Trước đó thì Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình cũng đã cấp cứu kịp thời cứu sống một trường hợp ở xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, bị sốc phản vệ nặng sau khi ăn mì tôm. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Chùm lây nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh đã được kiểm soát. Thưa quý vị, tại buổi họp báo mới đây, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, hiện tại toàn địa bàn đã ghi nhận tổng cộng là 92 ca nhiễm biến chủng Omicron. Trong đó số trường hợp nhiễm biến chủng này trong cộng đồng vẫn là 5 ca đã công bố trước đó. Những trường hợp còn lại là ca nhập cảnh. Lãnh đạo HCDC khẳng định, số ca nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn dừng lại ở 5 ca và không tăng trong nhiều ngày qua. Có thể nói, thành phố đã tạm thời khống chế được chùm lây nhiễm này và không phát hiện thêm các trường hợp dương tính liên quan. Thông tin thêm về chùm lây nhiễm này, ông Nguyễn Hồng Tâm cho hay, ngành y đã truy vết 185 người tiếp xúc F1. Ngoài 5 ca bệnh đã công bố, những người này đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Về tình hình sức khỏe các trường hợp nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng, ông Nguyễn Hồng Tâm cho biết, chỉ có một trường hợp có triệu chứng nặng. Tuy nhiên đến nay, người này đã ổn định lại và sức khỏe của cả 5 người nói trên đều khá ổn định. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Hà Nội, người dân xếp hàng dài xét nghiệm PCR trước khi về quê. Thưa quý vị, tại Hà Nội những ngày này, nhiều người dân đổ xô tới các phòng khám để xét nghiệm COVID-19 real-time PCR trước khi về quê. Vào chiều ngày 27 tháng 1, khách tới xét nghiệm xếp hàng dài tại phòng khám Đa khoa Thu Cúc trên đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy. Khoảng sân phía trước phòng khám chật kín hàng trăm người, số khác phải đứng chờ bên ngoài vỉa hè. Sáng cùng ngày, hình ảnh tương tự ghi nhận trên phố Trích Xài, đoạn qua phòng khám Melatech, phương tiện ùn ứ do người dân đổ xô đến làm xét nghiệm PCR. Hiện nay, toàn bộ các địa phương không yêu cầu giấy xét nghiệm. Tuy nhiên, đa số người dân vẫn muốn chắc chắn rằng mình không bị COVID-19 trước khi về quê để đảm bảo sức khỏe cho người thân và gia đình. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị cho F0 nhập cảnh cách ly tại nhà, bệnh viện tư nhân. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị người nhập cảnh test nhanh dương tính không triệu chứng hoặc nhẹ sẽ được cách ly tại nhà và bệnh viện tư thay vì đến bệnh viện dã chiến số 12 hoặc bệnh viện bệnh nhiệt đới. Động thái này được đưa ra ngay sau khi ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy hầu hết những người nhập cảnh dương tính, bao gồm những người nhiễm biến chủng Omicron, đều không có triệu chứng hoặc có triệu chứng rất nhẹ.
Cụ thể, trường hợp có triệu chứng nặng sẽ chuyển về các bệnh viện dã chiến 3 tầng. Người dương tính có triệu chứng trung bình được chuyển về bệnh viện dã chiến số 12 hoặc bệnh viện tư nhân đủ điều kiện nếu người nhập cảnh có nhu cầu. Các trường hợp có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng sẽ được cách ly tại nhà nếu có nguyện vọng và đủ điều kiện. Việc mở rộng hình thức cách ly này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nhập cảnh, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Ba nhóm F0 cực dễ mắc di chứng hậu COVID-19 nghiêm trọng. Thưa quý vị, chỉ trong vòng hơn một tháng, phòng khám hậu COVID-19 của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hơn 4.000 người bệnh có các triệu chứng hậu COVID-19. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Như Vinh, trưởng khoa thăm dò chức năng hô hấp Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, có 3 nhóm F0 khỏi bệnh, 90% sẽ mắc hội chứng hậu COVID-19 nghiêm trọng như sau. Nhóm đối tượng đầu tiên, người phải nhập viện, thở máy, phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt có tổn thương phổi kéo dài như là sơ phổi. Trường hợp này cần đi khám ngay khi thấy di chứng để được điều trị kịp thời, bởi sơ phổi bình thường điều trị đã khó, sơ phổi do COVID-19 sẽ càng khó điều trị hơn nhiều. Nhóm thứ hai, đó là các bệnh nhân bị suy tim, đái tháo đường, tăng huyết áp. Nhóm thứ ba, người từ 60 tuổi trở lên. Và tiến sĩ Vinh cũng cho biết thêm, đáng chú ý, có rất nhiều trường hợp bệnh nhân ở giai đoạn dương tính COVID-19 không có triệu chứng gì, nhưng sau khi âm tính lại xuất hiện các triệu chứng như là khó thở, mệt mỏi, đánh trống ngực, vã mồ hôi. Vì vậy, những đối tượng này cũng cần hết sức cảnh giác với di chứng hậu COVID-19. Giống tất cả các bệnh lý khác, các di chứng hậu COVID-19 càng được phát hiện sớm thì khả năng phục hồi, điều trị càng nhanh. Tốt nhất là trong giai đoạn 3 tháng đầu sau khi nhiễm COVID-19. Tiến sĩ Vinh cũng chia sẻ thêm, bệnh COVID-19 có thể gây ra những di chứng khá phức tạp và các chuyên gia ngành y khoa vẫn đang nghiên cứu về phác đồ điều trị những di chứng này. Do đó, điều quan trọng mà mỗi chúng ta cần làm đó là thực hiện các biện pháp phòng tránh COVID-19 đang được các cơ quan y tế khuyến cáo. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Tại sao F0 khỏi bệnh COVID-19 nên thay ngay bàn chải đánh răng? Thưa quý vị, tiến sĩ Anjana Satyajit, trưởng khoa nha khoa Bệnh viện Artemis của Ấn Độ cho biết, tốt nhất là nên thay bàn chải đánh răng 3 tháng một lần. Nhưng sau khi nhiễm COVID-19, đừng trì hoãn việc này mà hãy vứt bỏ nó ngay lập tức. Virus có thể tồn tại trên bề mặt nhựa trong thời gian dài, vì vậy phải vứt bỏ bàn chải đánh răng để được an toàn. Điều này không chỉ bảo vệ người bệnh khỏi bị tái nhiễm, mà còn bảo vệ các thành viên khác trong gia đình nếu họ sử dụng chung phòng vệ sinh. Ngoài ra, cũng hãy vứt bỏ dụng cụ vệ sinh lưỡi của người bệnh để ngăn ngừa nhiễm bệnh. COVID-19 làm suy giảm hệ miễn dịch, do đó ngay cả sức khỏe răng miệng của người bệnh cũng có thể bị ảnh hưởng nặng nề, dẫn đến loét nướu và khô miệng. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.